ba từ nhỏ tới lớn là lúc nào cũng cực khổ, dù không chồng không con cũng cực, biết rằng mình mà không phải ai ăn mà mình cảm thấy mình cũng phải làm, phải lao động mới khỏe. Cũng như giờ, thí dụ như giờ mà kêu về ba mà nữa sau này có về hưu đừng bắt cua nó cũng không được, phải bán tại vì cái số của về ba là phải như vậy rồi. Vâng, chào các bạn. Hôm nay thì tôi lại tiếp tục đến điểm bán cua của dì ba để cập nhật tình hình ngày hôm nay cho mọi người được biết. Vâng, hôm nay thì dì ba bán khoảng hơn 30 kg cua các bạn. Vâng, hôm nay thì mâm cua đã hết rất là nhanh. Hôm qua nói vậy cho nên không có nói ế, hôm nay khách kéo tới ủng hộ quá rồi. Hôm nay thì rất là đông khách đến ủng hộ. Nhiều người đi về đây không á, mới về. Nhiều người đã không mua được cua phải về sớm. Cua rất là hết rất là nhanh. Có gì ba vô nghỉ đi gì ba. Vô nghỉ. Không phải gì ba đâu, không tiếp được. Vâng, nhiều người đến trễ không mua được cua các bạn. Hôm nay thì dì ba nhập về 30 kg cua nhưng mà đã hết rất là nhanh. Hôm qua thì cua thì do cũng hơi ế nên hôm nay dì ba lấy hơi ít, nhưng mà hôm nay lại rất nhiều khách đã ủng hộ nên cua hết rất là nhanh. Cua rất là ngon luôn. Cua này ngon lắm. Vâng, nhiều người đến trễ thì không mua được cua thì lại phải ra về. Hôm qua là ngày thứ tư thì dì ba lấy hơi nhiều cua. Nhiều người thì cho rằng là đây là do chủ vựa ép dì ba. Tuy nhiên là dì ba cho rằng là không phải là do chủ vựa ép dì ba, mà là do dì ba muốn lấy nhiều một chút để cho nhiều người mua được cua, không phải về tay không, chứ không phải là do chủ vựa ép dì ba lấy nhiều cua đâu các bạn. Nó đúng nha, ta đâu có ép gì ba đâu, tại vì thấy bán cũng như là mình mua một ít á, người ta là người ta ăn không có, thành ra tự gì ba muốn mua nhiều một chút để mà bán cho đủ số cho khách. Đúng rồi, chứ đâu phải là người ta ép gì ba. Đúng rồi, do hiểu lầm thôi, không có gì cả. Như là gì ba muốn cho ai tới mua cua cũng có cua đem về ăn. Nói thấy không, cũng như là có nhiều người ta lợi nhiều cái người ta mua cũng hết. Chứ đâu có phải là còn đâu. Không phải là mình tham gì, nhưng mà nói chung là mình cũng muốn người ta cũng mua. Chúng ta mua rất nhiều bữa nay nè, lát công là đi. Thành ra mình thấy ngại. Chị ba muốn là cô của mình ai cũng được tới ăn, mua ăn hết á. Hôm nay nhiều người tới không mua được cua, chị ba buồn ghê luôn. Dì ba có muốn nói gì với những cái người mà không mua được cua không dì ba? Biết thì đâu nói. Thế là ngày mai quay lại thôi dì ba ha. Nếu muốn được thì mai quay lại. Chứ bây giờ mình nói biết gì đâu mà nói giờ. Những người mà cũng như là thông cảm là nói với mấy người mà ăn cua ủng hộ dì ba đó thì mấy cũng như là thông cảm với dì ba. Dạ. Tại vì bữa nay mua số ít,
thành ra không đủ bán cho con, cho mấy mấy đứa mà đi sau. Nhiều người chờ lâu lắm luôn gì ba. Nhiều người phải quay về mà rồi. Người ta đi đường xa nhưng mà không mua được cua. Thì dì ba cũng rất là buồn. Bây giờ á con nói quý vị nói lại người ta nói mấy người đó là nói cái ngày chủ nhật thứ bảy thì dì ba bán nhiều. Đúng rồi dì ba phải ra đi ra ngày á, ngày chủ nhật thứ bảy là bán nhiều đi. Chủ nhật với thứ bảy á. Còn như ngày thường thì bán bình thường thôi. Ngày thường vô đủ rồi. Ngày thường vậy thôi dì ba cho nó khỏe nha. Bà giữ sức khỏe. Bán 100 ký đi. Vậy thì đủ ăn rồi, đủ xài rồi. Thôi được rồi. Cho nợ. Cho nợ thôi. Nợ thôi chứ xài đâu nhiêu đâu. Giờ nợ còn nhiều nữa không chị? Hả? Giờ thì bên nợ còn nhiều không? Giảm bớt rồi. Dạ. Dạ. Sắp hết rồi. Do nhiều người ủng hộ phải không chị? Ừ. Dạ. Giờ bữa nào gì ba ốp bữa đi, bữa nào gì ba nghỉ ngơi bữa đi. Bữa nào chị ba nghỉ ngơi. Bữa nào mà thấy mệt thì nghỉ. Nào mệt thì bữa đi dẫn chị ba đi đi chơi nha. Bữa nào chị ba nghỉ bữa đi, tụi ở đây có hết em ở đây. Dẫn chị ba đi chơi. Đi ăn uống. Đi làm xe rồi chị ơi. Trời ơi. Chở chị ba đi làm gì? Nó làm như tôi nấp vậy, đi tạp vậy. Bữa nào có dì ba thông báo ộp bữa đây. Đúng rồi. Dì ba thông báo offline fan offline farm đi. Không có offline. Bỏ nó từ từ đi, từ từ. Bọn con dẫn bọn con dẫn dì ba đi đầm sen đi sở thú rồi chơi. Trời ơi. Bữa nào dì ba nghỉ 2 ngày đi, 1 ngày dì ba giữ sức, còn ngày nữa dì ba đi đi quẩy với tụi con. Đúng rồi. Dì ba mấy đồ để là không lấy thủy thằng con. Thì tí tặng dì ba vải này. Bận cái gì cũng được mà tặng. Cái này con cho con tặng. Tặng dì ba. Còn để dì ba đi, đi làm lễ mừng thọ. Tiền đô nào cho? Tiền đô gì? Tiền đô dạy gì? Kia mấy dấu rồi. Tao đưa hết, tao cũng đưa nè. Vậy hả? Trời đâu có ơi. Nhiều đưa hết, tao đi bán nhà không? Bán nhà luôn đưa luôn. Nè, con cho ba sắp giải đêm nay nha. Wow, cho ba sắp giải luôn. Nha. Đã quá đi. Đúng nha. Để tiền đô cho đi. Có tiền đô cho. Xin tiền đô thì phải cho ba giấy trắng rồi. Nè, cho tiền đô, xin tiền đô sao nè, cho màu cái màu đỏ mà không có, cái màu này nó giống màu con cua không? Giống màu con cua. Cua nghe không hả? Màu này tao thích nè. Đó, đó, màu này nó đúng màu gì ba thích. Màu đỏ huyền thoại. Hiện tại. Hiểu không? Rồi, một bộ. Đó, gì ba, gì ba được. Cam, cam, con cho ba bộ. Không, cái này thích không nè, con cho bộ thứ hai nữa nè. Thích không? Được. Được. Được hả? Không? Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Hết. Cái này mấy người già mặc thôi. Đừng có cho màu đen là được rồi. Ừ. Đen xui lắm. Màu đen xui. Cái chi phí là luôn có chuyện sức khỏe để giúp người ta. Nè, màu xanh này là xanh biển nè, lúc nào cũng tiền vô như nước luôn á. Giờ này mai vậy hả? Chưa. Chưa. Cái màu xanh đó mà đi vô bóng tối chắc nó nổi lắm. Ừ, nó chưa. Đó. Thích không? Dì ba, giờ dì ba mang cái bộ màu đỏ dưới đi dì ba. Không, bữa đó mình lên á. 70 tuổi á, là dì ba phải mặc con này. Nãy có anh chị nào hỏi đỏ phải không? Ừ, dì ba phải mặc con này nha. Cái này là anh Phiêu. Rồi có một anh ở ngoài Hà Nội qua điện cho con á. Anh làm ở bệnh viện, anh nói là muốn gửi dì ba quà mà con chưa biết là quà gì, con chưa có nhận. Báo cho dì ba biết, dì ba cảm ơn anh ở ngoài Hà Nội đi. Chưa nhận quà nhưng mà dì ba cũng cảm ơn đi. Dì ba cảm ơn dì ba, đâu có biết mặt dì ba mà Hà Nội. Anh Nội, anh Nội. Dì ba cảm ơn anh Nội. Hà Nội phải không? Anh Hà Nội. Cảm ơn anh Hà Nội. Dì ba cảm ơn anh Hà Nội. Cái anh Hà Nội ủng hộ cho dì ba nha, tặng quà dì ba. Bữa trước anh Đức là kêu là anh Đức. Anh Mỹ thì anh Mỹ. Anh Bưởi. Anh Bông. Bưởi. Phi ơi. Phi nói gì nữa. Phi. Chúc dì ba là nhiều sức khỏe, cả nhà chúc dì ba là nhiều sức khỏe. Ok, con hỏi gì lần nữa. Cảm ơn nha. Về dưới đây nha. Em cũng lại. Mình apply thôi. Ờ, không có cái gì đâu. Đó là cái dì ba. Con mới giúp đỡ cho dì ba, thì dì ba rất cảm ơn con. Mà cái gì người ta cho quà dì ba, cái tiền mà may quần áo gì đó, con không được ra. Nếu con dai là dì ba không chịu. Sao vậy? Dì ba có tiền. Tiền đâu có. Giúp đỡ vậy đi. Dì mai có tiền mà. Tiền đâu có. Không lẽ đồ của dì ba bao nhiêu tiền mà dì ba. Tiền đâu có. Thì tiền dinh dưỡng.
đâu đâu đâu, tiền gì đâu, tiền từ đâu đó, tiền đâu, tiền đâu hả? Vậy thôi chia đi, bữa giờ nhận tiền đâu chia đi, chia luôn, chia luôn, giờ mới chia luôn. Để sao tiền chứ hồi để con đừng, không con trả cho, không có trả cái gì trơn ấy, con giúp đỡ gì ba rồi vậy là được rồi, cái công mà giúp cho gì ba thì ba rất cảm ơn. Chứ đừng có làm như vậy là dì ba không chịu đâu nha. Không chịu. Không. Con thương dì ba giống mẹ. Biết rằng con thương dì ba thật. Con thương dì ba mà. Con giúp cho dì ba là quá rồi. Dì ba không có làm phiền con gì nữa. Thiếp, mai đi. Tẩm thầy là gì không được nha. Mai đi con trả tiền cho. Đâu. Sướng lắm dì ba. Con tủ con Châu á. Dạ, Châu á. Bởi vì Châu cài hoài à. Ồ, cái câu này hay nè. Châu cài hoài. Là sáng, bài 6 giờ sáng, xanh nè. Nhưng mà con Châu này giờ sướng mới bắt ra đồng. 6 giờ sáng là Châu ra đồng phải không bà dì ba? 6 giờ sáng là Châu ra đồng phải không? Khổ lắm. Châu này giờ sướng quá trời. Rồi khổ hồn nhỏ tôi lắm. Khi mà sinh nhật thì mẹ báo cho... Dì ba thường thường á. Dì ba trong cuộc đời dì ba là vất vả nhất là thời gian nào dì ba? Cái thời gian khoảng bao nhiêu tuổi là vất vả nhất dì ba? Từ nhỏ tới lớn là lúc nào cũng cực khổ. Dù không chồng không con cũng cực. Biết rằng mình mần không phải ai ăn. Mà mình cảm thấy mình cũng phải làm. Chị ba tỉnh đó. Chị ba quê. Làm gì mới khỏe được. Không làm là không phải lao động mới khỏe. Cũng như bây giờ, thí dụ như giờ á. Mà kêu chị ba mà nữa sau này á. Có về hưu quá đừng bán cua nó cũng không được mà. Phải bán. Bán tại vì cái số của chị ba là phải như vậy rồi. Không bán là không được. Nếu ở nhà là bệnh nè. Đúng rồi. Buồn quá chị bệnh. Buồn. Chị ba. Ở nhà chị ba ở bên cạnh á. Đừng nói là kêu chị ba. Có trừ ra mà. Khi nào mà dì ba không còn bán nổi nữa thì ba cũng nghỉ. Dạ dạ. Tại vì biết sao lúc trước dì ba cũng nghỉ nghỉ vậy nè. Cũng như dì ba thiếu nợ người ta. Thì bây giờ mình phải dán trả nợ đi. Để rủi ro mình chết bất tự tử đó. Thì nợ của người ta vẫn còn. Nữa sau này mình còn trả nhiều hơn nữa. Vì cái chỗ đó mà dì ba phải dán làm sao trả nợ. Trả chi dứt điểm đi. Rồi tới chừng mà dì ba chết thì ba cũng vui nữa. Dạ. Và chia sẻ tình cảnh nhà ta xa quá. Dì ba là quê ở đâu dì ba ha? Quê thì hồi xưa là bên nội thì An Phú Đông, còn bên ngoại Dịch Kiến, còn cha mẹ sinh ra là ở tại cầu Dân Lập nè, là khi bằng cầu chỗ Kim Biên đó, là khi bằng cầu Ba Cẳng đó, là sinh hồi nhỏ lớn ở đó. Dì ba trước khi dì ba bán cua thì dì ba có làm gì nghề gì khác không? Thì làm nghề ở mướn, hồi lúc còn nhỏ chưa có biết bán á. Thì 12, 13 tuổi là đi giữa em. Rồi bắt đầu lớn chút xíu nữa đứng nấu ăn. Nấu ăn cho nhà cũng như là nhà giải, cũng như là giải đó. Công ty giải đó phải không? Là bán những cái đó. Mần cô cua này kia nọ. Vậy chứ. Rồi để cho dì ba nghỉ đi ha, rồi chào cả nhà nhé, cả nhà trong những video tiếp theo nhé. Cảm ơn dì ba. Ba nghỉ đi, cảm ơn dì ba nhé. Tôi con cũng vậy.